chung mấy nhóm vừa sập khơi lục ta mà chà sọc màu thì ra hay việc mấy vì miên là mấy cột một prap thà thà mấy prap thà miếng prap lui cạn á vật thắt nó lực ba đáy chưa ngà mấy tế con chul cột prap bằng năng á ai nơi tầm mình chul tiệt con lưng gất chân mà chui cắt đi mà dập dập à mấy bà ông chui cắt trong từ đâu lại chạy sang rồi chui cắt của bạn ơi anh thua prap khi nhầm một đống chạm bàn này anh nợ cả khơi mèn bữa anh nợ mình khơi chẳng khi mình lắc prap anh có bán đây đào mong mẹ tục mi ở bên thằng thong chăng à bà tí mình nuốt á vì miên sầm nặng nông vì sna bỏng nuốt riêng luôn vô lệ mình tha ông bà thằng ấy trong ban ấy trẻ thằng bà nó tí chia với sẽ à rư không nọp đâu ngài vô lệ to tầm miên vì sna miên thì say miên sầm nặng bàn việc bàn không nọp đâu ngài lấy á thì thường vía đặt đại chăng à tao vía chọc đáy dừng vô miên đặt lại nắng đang đà vía về vì chọc đáy bị đạp mà bên mình phát nâng cầm đất là ô đặt đó đặt à đặt nâng rồi phát 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 còn phát nâng đặt đấy tít phát lạp từ nó bà ta ơi chút khi này tham biết lại ô bồn về đi à đấy đâu vì này nó đặt này đó để đặt à bị đặt chưa mất phát nó đó chương ôn đó chương hạch 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 học tiết à ư mà đi ốc xong nàng mò ơi bàn trái mì rìm đang hèn chào bà mì thi dây tiết à ngươi bà dạ ngươi bà chọn nó chọn đã bị chọn nó đã bị chọn nó đã bị chọn nó cứ bọc viêm vay thì ngại pin ដកដល់ទៀតដល់តែរ៉េ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 រ
เมื่อเขาพ้องไปตรวจไอ้เรื่องไว้มอ
rây vô. À ná vô đồng phong ra một kia rồi. Thấy bữa anh lô khơi múc à. Đợi là bao hoa. Lê dù mùa nam lên lê dù mùa ạt thầm. Chứ anh có đau xoay phí dừng cùng mà hà ồn. Chứ anh xuân khu nói bọn ấy đó. Cho anh ta tao xa lát mối ra phâu. Bất chợt nhiên cái giải chạy lôi nâng mê nè. Kì vô lôi em đặt đo tê hai con chết chạy. Rộng mông nẹ đảo ấy thảo kia nè. Chẳng bà thả ọ lật tập hiếp chùi à. Đi mà nương vì khám miên giọng nàng người chẳng. Ôi vì rút mà tô con mấy trăm con luôn với kia. Tạm làm chứ. Mày ai chăm đâu? Chăm ơi. Tại vì miên khơi lui cặp miếng bạc ấy màu phòng. Mồm vô lời. Vừa nâu ta mình chul. Mơ mày vì anh chui vô dùl bạc khuyên phòng. Cứ lục ta mà chắc sọc trong bạc ở về anh tha. Lui cặp miếng bạc cặp láo đòi xá trẻ bao khu mà kết. Chạy bao cầm nết rộng xì. Đại chướng bằng bánh cặp qua thờ rồi nì. Khi miên lùi cặp miếng bãi nà. Hoặc chụp thịt xô xô rê. Lùng ngung. Chẳng mấy cô mai vì anh đang sẽ bàm lại. Bà lùng ngung đôi chặt xông đại năng. Cà bật tớ khi nhầm dơ sập ở vì anh năng á. Tớ xô lùi cừu dù ai. Lưu ngôn đôi tạc như sao? Sao mà nó chát? Chà lâu. Khăn nông khu khắp ba lâu với ấy nên mình cầm nứt rô xì ấy đấy. Hãy cho rô ngay mình không thăng từ rô xì lộ la này. Chúng xuống bị cầm nứt âu với ấy toàn là bạch băng kê chăng. Chúng nó khơi nha. Nó khơi dậy ghê. Chúng chóng rốt xì chắc mà nu. Hả? Anh cho rốt xì chạm nu. Hãy anh chạm nu. Chạm nu bro nu xảy. Chúng chạm tầng bro. Chúng chạm tầng xảy. Mơ. Ở với anh vậy mơ. Anh chọn chạm bro chạm xảy. Anh chọn chạm xảy. Anh chạm xảy ghê hả? Anh chạm xảy ghê. Dì bây nè. Hình dây bị rương rốt xì ấy. Hãy kết đau nà nè. Chúng mơ chóng rốt xí chạm sạc. Ai khơi nhé. Rồi là ngay đấy. Khi chạm tầng pro, khi chạm tầng sray, khi chạm rút khla, khi chạm rút tầm ray, khi chạm lăng là lùi xa cho hay. Lùi đâu nấc nha. Mạch vô lê. Nhưng mà sao mà anh ta ở với ai nắng. Trong chạm tì xe. Ngùng là ngùng.